Rồi, thế nha. Đây. Đây hai em vừa ăn xong rồi cho vào chơi cùng với các bạn về nhà mới nha, vào sạch nha. Đây em đực này. Em đực này. Đây nha, hôm nay cún đực này về nhà mới nha, vào trong miền Nam nha. Đây, cún đực này, xoáy kiếm này, đẹp nha. Vừa ăn xong rồi. Vừa ăn xong rồi tí cho nhập đàn nhá. Và hôm nay thì sẽ có hai cún về nhà mới cùng chuyến xe vào trong Sài Gòn. Hai cún về hai nơi khác nhau. Và lát nữa thì Hùng sẽ cho hai cún nhập đàn nhá. Đây. Đây tiếp tục đem cún nữa này, cún nữa là cún đây nhá. Đây em nhá. Đây cái cún này là cún cái này. Cún vẹn hổ lửa bạc má của em đây này. Đấy nhá, anh đang cho ăn đây này. Đấy cho ăn xong một tí cho nhập vào đàn nhá. Chiều nay anh sẽ đổi chuyến 5 giờ nhá. Đây. Nhá, ok nhá. Đây này, cún cái này. Xoáy kiếm này. Rồi, thế nha. Đây. Đây hai em vừa ăn xong rồi cho vào chơi cùng với các bạn về nhà mới nha, vào sạch nha. Đây em đực này. Em đực này. Đấy, em đực này. Em đực xoáy kiếm này, bạc má này. Đấy, xinh chưa? Em này cũng vào miền Nam nhá. Rồi vào trong sọt nào. Nào nào nào. Rồi nhá, tranh nhau về nhà mới này. Rồi, cún đã xong rồi nha, một cún nha. Đâu rồi nhà, đây 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 đây. Đây, đây rồi. Rồi. Đây nha, đây là cún cái nha, cún cái vặn hổ lửa này. Đây. Xoáy này, xoáy dài này. Còn cún cái bạc má nha. Em này cũng vào miền Nam nha. Rồi, ok. Nữa cũng xong rồi, nên mình chuẩn bị ra bến xe nhá. Rồi hai cún đã vào hai sọt yên chí này. Đây cún đực này, cún đực bạc má này. Đây cún cái vặn nửa bạc má này em ơi. Đây còn bọn này nữa này. Đây thì nhân tiện mình cũng giới thiệu nhá, thì là cái cún vàng này cũng có chủ rồi này. Đấy, cún vàng có chủ rồi này. Hiện tại thì còn là con cún cái vặn kem này. Đấy, cún cái vặn kem này em ơi. Con này mặt mũi sắc nét này. Đây, con đực này. Đấy, con đực vặn vàng này. Em này là em đực vặn hổ lửa em ơi. Em đực vặn hổ lửa lưỡi đen này. Đấy, lưỡi đen xì này. Đây này này, vặn hổ lửa lưỡi đen nhá. Đấy, và một em kia là em đực vặn đen trắng. Đấy, mấy em này thì cũng đến tuổi về nhà mới hết rồi, cũng toàn 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi, tiêm phòng hai mũi đầy đủ rồi. Thế bây giờ thì quay lại hai em này, ngay bây giờ thì Hùng sẽ cho ra đón xe nha các bạn, nán lại trên màn hình để cún xem theo dõi cún về nhà mới, hành trình vào miền Nam ra sao nhá. Đây nhá, cún đực của chị đấy nhá, đây xinh xắn chưa, đây em ơi, đấy mặt mũi sáng sủa chưa, đấy sắp về gặp cô chủ rồi, đáng yêu. Đây nhá, chị xem lại cái thông tin xem là đã chuẩn chưa nhá. Đấy, báo lại luôn nhá. Đây em ơi, em xem lại cái thông tin của em nhá. Đây cún của em đây. Cún em ơi. Cún cái bạc má đây này nhá, cún cái vẹn nửa bạc má nhá. Đây. Đấy, có gì thông báo lại luôn này, cún là xem bây giờ em nhá. Ok rồi. Cún ra xe rồi nhá. Cún ra xe luôn này. Đấy, cún này. Còn một cún nữa vào này. Tân Nguyên thì chưa đến Sài Gòn đúng không nhỉ? Đó, bọn tôi lên Sài Gòn mà tôi phải gửi đi. À, gửi đi à? Nhưng mà hình như là đi qua đây là nó qua nó lấy phải nhỉ? Hay như nào? Tôi phải lên Sài Gòn cho tôi gửi lên Tân Nguyên. À, thế hả? Rồi. Thế mình cứ thỏa thuận nó xem thế nào nhé. Rồi, ok. Rồi.
hai cún là nhà mới khỏe nhá, và thật hạnh phúc bên gia đình mới nhá. Ok, chào con chuyến đi may mắn nhá. Ok, tâm đến con giống Trung Quốc của Hùng thì có thể là liên hệ với Hùng qua cái số điện thoại Hùng để trong cái phần mô tả video đó nhé. Hùng sẽ gửi các bạn qua Zalo, sẽ gửi thông tin cụ thể và báo giá cho các bạn tham khảo. Rồi, nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.